Nay là chiều ngày mùng 10 tháng 1 âm. Tôi cũng sơ kết lại cái thời tiết từ cái hôm mùng 1 Tết. Thế thì trong những ngày trước Tết thì đàn ong là nó đi vơ vét được ngoài tự nhiên là rất nhiều phấn. Thì cái lượng phấn đấy là nó ăn đến hôm tính đến ngày mồng 5. Nếu mà các loại ấu trùng là từ hôm mồng 1 mà bắt đầu nở là đến mồng 5 là nó sẽ vít nắp. Nhưng mà thời gian rét nó lại thêm tăng cường nữa. Giấc này thì nó về đột ngột tăng cường nữa. Thì cái lượng phấn là nó sẽ hết cạn. Lắm đàn đấy thì do hết phấn rồi thời tiết nó đột ngột nữa là ong chúa đã ngừng đẻ. Thế mà lứa nhộng nào mà đóng nắp mà đến cái hôm mùng 1 Tết mà bắt bắt đầu nở là từ hôm mùng 1 mà đến hôm nay hầu như như là những cái lỗ mà từ hôm mùng 5 mà nở ong non nở đấy là nhộng rồi, giờ là không, những cái lỗ nở rồi đấy là ong chúa nó đẻ kém. Thế thì thứ nhất là do thời tiết nó lạnh này, rồi mưa nhiều ong không đi vơ vét được phấn. Không có phấn thì đâm ra là đàn ong nó chấp đẻ, và lắm đàn nó sẽ dừng đẻ. Nó dừng đẻ là nó trắng cầu. Thế thì cũng cầu mong làm sao trong cái thời gian tới này mà ong rồi nó đi mà nó vơ vét lấy được ít phấn ở ngoài tự nhiên đấy, thì chắc chắn là chúng ta không phải mất nhiều công sức nữa. Thế thì nó dừng đẻ thì hôm nay thời tiết là nó cũng đã hành rồi. Đây chúng ta nhìn là một số đàn ong. Đấy. Ong thì hôm nay về vừa có mật vừa có phấn. Đấy. Vừa có mật vừa có phấn nhé. Phấn thì nó bé thôi. Đàn ong mà rất ít phấn mà thì công tác khắc phục thì chúng ta lợi dụng thời tiết này thì chúng ta sẽ túc tắc cho đàn ong ăn kích thích để cho nó đẻ lại. Và chúng ta nhớ cho ăn kích thích thì chúng ta pha một đường một nước để chúng ta lùa thêm tí phọng vào. Thế thì cứ tối ăn tối nghỉ, không thì hai tối ăn hai tối nghỉ mà cho ăn ít. Ví dụ tối ăn tối nghỉ thì làm sao trong vòng một ngày chúng ta tính cái lượng đàn ong, ví dụ ba cầu mà nó tiêu thụ hết cỡ khoảng tầm bao nhiêu mật thì chúng ta cho ăn vừa tầm. Đấy, chúng ta mà cho ăn nhiều quá nó sẽ tạo lên một cái bầu mật là nó không còn lỗ đẻ nữa. Đấy, cho ăn kích thích để ong chúa đợt này, một là nó đẻ rộng ra, hai nữa là nó sẽ cơi chân cầu. Giờ thì những một số nơi nào mà nguồn sung mà ông thấy đàn to 3 4 là nó, thì đợt tới này nó phải đến tuần nữa, 10 ngày nữa mình mới có hiện tượng là ong chia đàn. Thì giờ hầu hết theo tôi cảm nghĩ như trại ong của tôi này là không có hiện tượng chia đàn dù ong to, vì nhiệt độ nó vẫn còn rét. Trong cái đợt tới này thì thời tiết là nó đi lên, thứ bảy tuần sau thì nhiệt độ nó lại thấp như hôm nay. Mà chỗ bạn nào mà có điều kiện đầu tư đấy, chắc thì chúng ta bo phấn vào, dù ong đi lấy phấn ngoài tự nhiên vẫn cứ có, thì chúng ta bo phấn rồi cho ăn kích thích rồi chúng ta
nhớ phải ủ ấm. Ủ ấm thì nó nhiều phương pháp. Tôi thì ủ ấm bằng ni lông cách đây cũng 15 năm rồi. Ủ ấm bằng giấy báo rồi là bằng vải bạt. Đấy. Nói chung là ni lông nó trắng thì mình nhìn nó rõ rõ, ví dụ bo phấn trên mặt. Đấy. Đặc biệt trong cái thời gian này mà chúng ta không nên lao cầu nữa. Để đàn ong cực đông. Đấy. Cực đông như cái đàn là ở góc mé cầu này. Góc mé này. Đấy. Thì chúng ta xem cái tôi để bên trái màn hình này một cái video của bác Hà Tĩnh gửi lại, tôi sẽ cho chúng ta nhìn. Thứ nhất là cái cầu kho là nó trắng, cầu trắng, cầu trắng, không biết ở trong đấy có cái nguồn mật gì mà nó cực nhiều, mật rất nhiều nha. Tôi cũng đang hỏi thì không biết nên làm sao. Cái cầu kho đấy thì chúng ta xây xong là chúng ta ném ra ngoài, sau một tuần thì chúng ta ném ra ngoài, ném ra ngoài, ném ra ngoài. Thì cái cầu kho thì chúng ta làm sau, là tôi sẽ làm những cái video sau thôi. Nhưng mà giờ đàn ong thì chúng ta củng cố cho nó đẻ lại và cầu cho nó xây vuông ra. Đấy. Khi thời tiết nó ấm áp đi cỡ khoảng tầm chục ngày nữa thì đàn ong đông rồi mới có biểu hiện, rồi xây ong đực, rồi xây ong đực một thời gian sau nó mới tạo ong chúa. Còn mùa mật thì cũng còn xa lắm. Thế thì theo kinh nghiệm cũng như mỗi năm ấy thôi, thì cứ tầm từ 18 âm mà đến 25 âm là vẫn có một trận trong tháng âm này nhá, là vẫn có một cái trận lạnh nữa. Đấy, chúng ta đặc biệt chú ý. Nay là đàn ong cũng vơ vét được ít phấn nhưng mà mức độ của nó cũng ít thôi, nó không được nhiều. Mật ngoài tự nhiên cũng có thì nó kích thích đàn ong nó phát triển tốt hơn. Thì chúng ta nhớ cho ăn kích thích vào. Kích thích khi mà chúng ta cứ thủ quân, ví dụ đàn ba cầu chúng ta cứ thử lên một đàn. Dùng cái đàn mạnh ấy, đàn ba cầu chúng ta không xây. Thì chúng ta cứ thủ quân, chúng ta cứ cho ăn tốt, cứ cho ăn kích thích tốt. Thế là đàn ong ba cầu này nó lên nhộng rất nhanh. Thì ba phên nhộng lúc nào là cũng cỡ phải có 80 đến 70% là nhộng vít nắp trở lên. Lứa công quân nó ra nhanh, nhanh thì nó sẽ đàn đông quân. Về mùa mật nhãn và muốn nhiều mật thì chúng ta là phải có lực lượng ong lao động. Trong cái thời gian tới này thì cũng qua cái kênh của tôi đấy thì cũng khuyên mọi người là không nên thay ong chúa về vụ này. Chúng ta chỉ có chia đàn ra rồi là chúng ta tiếp tục, rồi là chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta cho ăn kích thích. Nó chưa đến mức độ làm sao đàn ba cầu lực lượng quân càng đông càng tốt. Quân nếu mà ba cầu mà quân đông nó phải lè ra ngoài vắn ngăn lấy một cầu quân nữa, thì như vậy là đàn ong chuẩn trên một cầu ong đói là nó phải tầm 3 lạng đến 3 lạng rưỡi. 3 lạng bám trên một cầu ong thì đàn ong ba cầu là nó phải là 3 cân. 3 cân mà thêm 3 lạng ong ngoài nữa thì nó rơi vào cỡ khoảng tầm 1 cân 2. Thì đàn 4 cầu thì nó rơi vào cỡ khoảng tầm 1 cân 7 quân. Cái này tôi đã cân thử chính xác rồi. Mà đàn ong cái vụ năm ngoái trong một ngày đàn ong 4 cầu là nó lấy một ngày là đúng 1 cân 8 mật nhãn. Vì cân 8 mật nhãn này tôi thử nó rất dễ thôi. Sáng sớm trong vụ tới này thì chúng ta cứ sáng sớm thì chúng ta dậy, chúng ta cân cả hòm lên. Đấy, xong rồi đến tối khoảng 6 giờ tối các bạn lại đưa hết lên cân thì nó về hết. Đấy, thế thì cân lại các bạn lấy tổng ở tối trừ đi cái tổng sáng là nó ra. Đấy, nó ra xong là đến
các bạn để qua đêm, nó quạt hơi nước đi, nó bay bao nhiêu, đến sáng thì nó lại hụt đi. Ví dụ được độ khoảng 1,5 cân, cân rưỡi một đêm thì nó quạt đi từ 3 mà đến 5 lạng hơi nước. Chúng ta đặc biệt chú ý cái này, thử nó cũng rất dễ. Trong vụ tới thì trong cái thời gian tới này thì chúng ta nên cho ăn kích thích. Thằng bác nào cảm thấy thiếu phấn mà cục bộ đấy mà chúng ta bo được là cái tốt. Nhưng mà cho ăn kích thích, tối ăn tối nghỉ, đệm tí thuốc phòng vào đấy này, cho nó chắc, tránh ong sau này bị bệnh đi ỉa rồi nó bò. Chúng ta không cho ăn kích thích mà cái đàn nào mà nó xuống quân quá, nói chung hầu hết cái trận rét vừa rồi là nó xuống quân. Thì tôi cũng sơ lược qua từ Tết đến hôm mùng 5 Tết là vẫn trong tổ là đàn ong vẫn còn nhiều phấn. Đến tầm cuối này, từ mùng 5 đến hôm qua ngày mùng 9 dở ra là phấn hết. Lắm đàn là nhộng là thì còn hết thôi. Đấy, nhưng mà đẻ với lại trùng là kém. Đấy, trong thời gian tới này chúng ta phải củng cố lại. Đàn nào mà nó sập quân nhiều quá thì chúng ta sẽ rút đi, rút vội cầu ra để ra ngoài bắn ngăn. Nhộng vít nắp là chủ yếu là nhộng từ hôm mùng 5 đến mùng 5 về trước. Chứ còn cái loạt mới này là ít đi. Trứng trùng nhộng ít. Thì trong cái thời gian tới này thì củng cố đàn ong là chúng ta cho ăn kích thích, phòng bệnh cho nó tốt. Tổng sơ thì còn mùa mặt gần đến rồi, cái thời gian đến đâu thì tôi bám sát vào thực tế, tôi làm những cái video đến đấy thôi, chứ không làm video trước chuẩn bị. Chúng ta cứ để đàn ong ba cầu, đặc biệt chúng ta không được thay ong chúa là một, lao cầu nữa là hai. Đặc biệt hai cái vấn đề này là tôi cũng nên chúng ta nghiên cứu cho nó dễ để thực hành cho nó tốt. Thì hôm nay cũng chỉ lìu diu về cái công tác. Cũng mong các bác các bạn ủng hộ kênh, đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại mọi bình luận phía dưới. Và tôi cũng trong thời gian này là cũng cố gắng làm những cái video quay từ hôm trước đến tối chỉnh sửa, rồi đến sáng hôm sau là bắt đầu mới tung lên. Thời gian tới nếu như thế nào để chúng ta biết. Thời gian tới này thì chúng ta chỉ củng cố cho ăn kích thích này, phòng bệnh này, chỗ nơi nào mà thiếu phấn cục bộ quá mà có điều kiện chúng ta cứ bo. Đấy, bo thì cứ tốt hai phấn, nếu mà hai phấn thì phải 4 bột, cho ít bột thôi vì cái thời gian bo chúng ta chỉ ngắn thôi mà. Thôi, xin tạm biệt.